Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Mình là Nhân và hôm nay chúng ta sẽ chơi Crypto World 4 nha các bạn. Rồi, hôm nay mình sẽ chơi cái Max Chill Out. Cái dùng băng giá này em ơi. Ở đây 50 mỗi 5 mỗi 0.5 giây. Me Sniper luôn. Không cũng được các bạn. Đâu để coi coi mình có cái gì. Mình có Mad Crimson như bình thường thôi. Rồi. Floor hả? Cái này lạ nha. Exchange thì mình biết rồi. Những cái chơi mình biết rồi. Có cái floor là mình chưa biết nè. Lure thì mình biết rồi nè. Fusion thì mình biết rồi. Ngoài những cái này hơi lạ nha các bạn. Spawn Lobber, Streamer, tụi lâm hết nè. Ui quá trời đất luôn các bạn. Rồi để coi coi đối phương như thế nào. Má ơi tường kìa. Ở đây là có một cái mớ anti ripper chạy dọc. Chạy dọc ở cái địa hình ở dưới thấp. Ở dưới này nó tạo ra luôn nè. Cái này có lăn chờ nè, có lăn chờ. Có lăn chờ mình tiêu diệt cái này được nè. Má ơi, ơn nè, ơn update full luôn rồi. Rồi được rồi, chúng ta bắt đầu game thôi anh em. Rồi đầu game nó cho mình 5 cục ơn power các bạn ạ. Đó, bắt đầu bắn rồi đó. Bắt đầu, thử coi. Lo là cái giống ơn gì. Tốn không? À... 25.000 Ripper. Từ từ cái này thiếu điện à. Nó hút các bạn ơi, nó hút như nó hút Ripper á. Đó, đụng mét rồi. Đúng rồi đó tụi bay. Tạo ra một cái sàn á. Thôi. Đọc cũng không hiểu gì. Đâu. Rồi. Floor mình xây rồi nè. Mình thử xây một cái air scrap coi. Me nó cũng cần, nó cũng hút ripper luôn em ơi. Cũng không cần nhiều đâu, nó lan, nó từ từ nó sẽ lan ra những cái mét này anh em. Mình để cái fusion đây là xong à. Đâu. Để coi cái air scrap là nó tạo ra cái gì nha. À. Hay. Thằng này thì chỉ bị bắn chết bởi lân chờ hả ta? Bởi cái gì đó, bởi cái missile các bạn. Nó tạo ra trứng nè, trứng bị mấy cái thằng sniper tỉa. Rồi. Rồi air extract là cái này. Spoily. Đâu, để coi nó hút nó biến thành spore đúng không? Rồi, chết chưa? Chưa chết nữa. Để coi nó biến thành spore như thế nào nha. Nó biết vậy mình xây ở cái chỗ nào nó được tí ha. Cho nó hút nhiều. À, mấy rồi. Ù nó bắn là 4 giây các bạn. Nó bắn ra 4 giây, cái gì nổ vậy? Vẫn có máy bay nha. Mình lên tới đây là cái hàng phòng thủ máy bay nó sẽ cản mình lại đó. Rồi. Chắc thằng kia nó bị bắn chết rồi. Đâu, floor này sao? Á, floor sao lên chậm ha. Extract rồi. Spolyphone. Thử ai, thử xem cái Spolyphone cai. Rồi, banh đi. Rồi mình xây sơ thêm emitter các bạn. Xây cho nó tạo ra nhiều thêm. Rồi ok. Rồi hay nè đây. Spore gì? Cái này là spore gì ta quên bả rồi. Spore full thì được cái gì? À, nó chỉ bắn ra hai cục thôi.
cái spoily nó bắn ra nhiều hơn các bạn. Rồi blooper thì mình nghĩ blooper nó sẽ tạo ra những cái con những cái blob các bạn. Nè, blob nè. Rồi streamer thì nó sẽ tạo ra những cái chiếc máy bay. Mình nghĩ là vậy. Rồi cái thằng này có trước nè. Thằng này thì chậm quá các bạn. Đâu mình lấy cái bloop cho nó gần. Bloop đây đi. Bloop cho đứng nhìn cái mét cho nó hút nhanh nè. Rồi, cái này 2 mấy%. Ít chen không? Tạo ra cái ít chen không hay là mình để mình trận này mình xài emitter thôi các bạn. Mình xài emitter thôi. Rồi banh đi. Đâu? 7 mấy% rồi nè. Thằng này sắp xong luôn nè các bạn. Mình nghĩ nó sẽ tạo ra blob. Thử coi nha. Đó. Uầy. Uầy. Yeah. À cái này tạo ra máy bay đúng rồi nhưng mà nhiều quá. Mình thấy cái số lượng của nó đáng sợ luôn á. Nè cái này vô hiệu hóa nè. Thấy không? Đứng yên, bắn được gì? Ủa mấy con blobber này đi hơi chậm á. Tại mình để tốc độ bình thường các bạn. Thằng này mà mình xây cái fusion là xong. Khỏi phải nói nhiều. Ủa emitter mình xây thoải mái luôn á. À nó mất các bạn. Rồi tới đây mới mệt nè. Các bạn để ý cái địa hình này nè. Cái địa hình nhiều lỗ nè mà nó sần sùi nè. Thì Creeper vô đây thì nó sẽ tự tan biến luôn. Ở đây Creeper của mình cũng khá rồi. Rồi tới cái gì nữa ta? Edgar. Edgar. Mình nghĩ là những cái con blob nó mang trứng các bạn. Vậy thôi, chứ đâu còn gì nữa đâu. Bố chán bố chơi blob bây giờ. Nè mấy con blob nè. Từ từ. Đâu rồi? 5 mấy% rồi nè. Mình nghĩ nó sẽ đem theo trứng. Trời ơi. Má đèn thằng. Cái thằng được on power. Cái thằng súng được update nè. Căng thiệt chứ. Đó. Blob mang theo trứng các bạn. Này là hoàn toàn mới với mình luôn á. Đó, 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 đó. Không nhưng mà tới đây cũng tiêu à. Trong này mà có con mớ anti-ripper nhiều quá. Quan trọng là mình đánh vô cái con đường này nè. Hơi khó với mình á. Ok. 4. Này tràn qua rồi. À, anti-ripper kéo kìa. Gì nổ kìa. Rồi anh em. Thế mình thấy nó chỉ tràn tới đó à. Đó. Tiêu diệt được thêm một cục on power nữa rồi. Rồi mình sẽ có một mớ là looper đi. Để coi tụi nó sống sót qua cái dạng là looper nho nhỏ của mình không. Rồi mình xây thêm start nè. Start nè. Mình muốn có thêm start các bạn. Ở đâu á? Mình sẽ xây lên trên những cái mét. Đâu rồi? Trang Creeper đâu ta? Đây. Cùng bồ mình sẽ xây lên những cái mét các bạn. Này nó ra rồi này. Ok. Bắn đâu có kịp đâu. Thật sự luôn á. Thằng này mà bể là xong nè. Nhưng mà tại sao nó không có bể. Ôi ok. Ôi. Mẹ các bạn có thể thấy những cái con blob nó tấn công kìa. Ghê không. Không nhưng mà leo lên không được đâu, khó lắm.
Ủa mà nó đâu có update. Nó đâu có update cái cục, cái cục sniper nào đâu. Ổn quá các bạn. Skimmer Spore full nè. Spore, thôi. Spore thì để cứ để từ từ. Nè, thằng này thì mình để cái S-Gen nha. Cái gì ta? Ở trên này, Fusion các bạn. Mình để cái Fusion ngay đây nè. Rồi, cho nó thòng qua đây. Đó là nó sẽ dồn tất cả Creeper về hướng bên này. Rồi. Đó. Nó sẽ nâng cao cái địa hình của Creeper lên anh em. Thấy không? Kiểu như là nó sẽ dồn Creeper sau lưng nó sẽ đẩy ra cái hướng đằng trước. Đâu mình phá hủy cái thằng này là xong à. Mình phá hủy cái thằng này là thằng gì ta, quên mẹ rồi ta. À, em Drip. Đó, xong. Rồi, destroy đi các bạn, không cần thiết nữa đâu. Thằng này sao rồi? Năm mấy phần trăm rồi nè. Mình đợi mình coi cái floor nó là gì mà tại sao nó hút nhiều Creeper như vậy. Làm nhẹ nhẹ cái S-Gen đi ha. Hơi nhiều Creeper vòng vòng ra đó. Làm nhẹ cái S-Gen đi. S-Gen đi. Để coi nó tạo trứng như thế nào. 1000 lần hả? 1000. 1000 mới được một trái trứng. Destroy pop on S nè. Một cái trứng cũng gần bằng một cái stat. Stat này mình nghĩ có 2000 à. Stat này nè. Nhưng mà nó sạc lại hơi lâu nha. Đó, bao nhiêu? Không hiện. À, 2000 các bạn. Rồi, tới đây à. Mình chỉ làm được tới đây à. Rồi, ở đây có một cái em rip nè. Mình xử lý từng cái thôi. Rồi, mình sẽ có ở đây là một cái Fusion. Hay là mình xài Lubber ta. Lubber đi các bạn. Lubber đi cho nó hăng. Đó. 17%. Mình lấy Lubber lên đây là nó tiêu diệt hết à. Khỏe. Tính xài lên chờ chứ mà ở đây lên chờ chơi không được rồi các bạn. Ở đây có một cái missile, một cái sniper nè. Lên chờ chơi không được đâu. À, này đây nhiều quá hay sao. Rồi, ít 2 tốc độ lên. Ha, đây có cái rim xanh nè, có cái crystal nè. Đó, đúng rồi. Xây lại cái một. Cũng khó cho mình. Thôi, đợi cái đám này xong đi. Mình đẩy cho nó cái Fusion ngay đây là ok các bạn. Fusion ngay đây nè. Rồi, hồng qua đây đi. Nó bảo vệ cái em rip các bạn. Nó bảo vệ cái em rip kỹ quá. Mình thua. Đó, nổ không? Cái gì nổ thì nổ. Em rip không nổ. Bé tức thiệt. Tháp lớp, lớp nó bò vô nè. Cái gì nổ thì nổ, riêng em rip không nổ. Mẹ tức. Thôi, đổi chiến thuật. Đổi chiến thuật các bạn. Thằng này nó có chung lúc không? Bị một cái á, là mình không thể kiểm soát được. Lúc nào Nó sẽ nổ ra. Lúc nào nó sẽ nổ ra và nó biến thành blob các bạn. Không kiểm soát được cho nên là hơi khó. Đó, này tiêu rồi nè. Này tiêu dơ rồi nè các bạn. Cái em rip của nó chết rồi. Nó tự động tiêu biến luôn. Chỗ này thì đâu có làm được gì nữa. Con này khó chịu nè. Quê. Đó. Nó kiểu như nó rất là random. Nè, cái địa hình này nè các bạn. Các bạn có thể thấy bao nhiêu Creeper của mình vô đây là nó hút hết luôn.
phá đường cây rồi đó. Cõi này sao? Qua đây chứ, đúng không? Tự dâng lên rồi. Nhưng mà nó có đụng vô cái Emprip này được không chứ? Khó lắm. Chắc mình cần thêm anti quá. À, mình cần thêm creeper quá. Còn thêm creeper thì mình xây mình có trứng, mình có trứng. Bây giờ mình có rất là nhiều trứng rồi. Nó nổ rồi các bạn. Pop on S đi. Đó. Đó 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 đó. Úi ơi, cái floor của mình sao rồi? Đây. Rồi, floor core. Để coi coi nó làm cái gì nha. Thôi mình trang rip cũng vậy. Đâu. Floor core 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Bắn ra cái gì vậy? À. Thằng này nó rất là chậm các bạn. Nó bắn ra floor core. Kiểu như là nó bắn ra những cái viên nè, nè, đây nè. Và nó nhảy tưng tưng vậy thôi. Cũng đâu có gì nhiều đâu. Rồi không có thì mình xây thôi. Mình xây thêm mấy cái nữa. Cái này nó xây đâu có tốn đâu các bạn. Những cái special nè. Floor đâu rồi ta? Ủa, floor xây được cái hả? Tao quên floor là nằm trên structure hay là weapon ta? Đây. Ơ, chỗ này banh luôn rồi nè các bạn. Ngon lành. À, xây đây nó hút dữ ta. À, nó hút creeper của mình nhiều lắm á các bạn. Rồi, kêu gen này hủy đi. Kêu gen không cần thiết nữa nè. Rồi, mình sẽ có một cái kêu gen ở đây nha. Phải có một cái kêu gen ở đây để cho nó tràn qua đây. Rồi. Đây. Đó. Phải có một cái kêu gen đây nè. Rồi. Cho nó chạy qua đây các bạn. Đẩy cao đội hình. Thằng này cũng sắp tiêu rồi. Cái này bể là thằng này xong nè. Không cần fuel gen luôn anh em. Thằng này không cần fuel gen luôn. Mình để cho nó một cái crimson ngay đây là xong. Bắn cái gì nữa? Crimson xây đây hơi cáo. Qua đây được không? Sát qua đây đi. Nó ngang cái mé này nè các bạn. Mình chỉ cần nó ngang cái mé này thôi. Má, bao nhiêu creeper vô đây là bị thằng này ăn hết. Thôi tiêu diệt đi các bạn. Vãi, nó biến thành anti creeper hả? The hell man. Thằng này ngu học vừa thôi chứ mày. Bob on S. Hơi mất kiên nhẫn với cái map này đó. Rồi special. Mình sẽ đẩy vô đây bằng cái dàn flop của mình. Flop mình sẽ xây ở rất xa phía sau. Ở cái chỗ mà chúng ta không bao giờ ngờ tới. Đó. Cứ xây thôi. Đứng đâu? Rồi. Lóp lên đi mấy đứa. Lóp lên đi. Đó, nó lên kìa. Mình trang drip nè. Ấn không? Trời ơi các bạn.
Chắc mình tập trung vô mình xây emitter quá. Chắc mình chỉ nên tập trung xây emitter và fusion thôi các bạn. Tạo ra một số lượng creeper cần thiết, đủ để phục vụ cho cái đám này. Rồi bên này đi cho nó cân bằng ha. Đó. Có bên này có bên kia chứ. Này xong rồi nè. Thằng này đâu có xây được em rip đâu các bạn. Coi như là nó đã tự tiêu biến luôn rồi đó. Thằng này trên này hơi khó. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Thôi bây giờ mình chuyển qua Spawnful đi. Spawnful đi các bạn. Lâu lâu mình đổi chiến thuật. Nó cho mình xây mà, chứ đâu phải là mình ăn gian đâu. Cho nên không kén nha. Bò nét lên. À, spawn full thì nó hơi kém các bạn. Mình phải xài spawn ly. Oai. Mẹ lực gì? Những cái khinh khí cầu nè. Rồi. Kiếm Ed Blubber đi. Mình để cho nó trong các bạn. Mình mà tắt cái làm trong Creeper thì nó sẽ, mình sẽ thấy nó hút rất là nhiều. Đâu rồi ta? À trên này các bạn. AC Line à. Đó, nó đem theo kìa. Nhưng mà không có nhiều. Nó không có nhiều. Vô đây là bị mấy khinh khí cầu tiêu diệt hết à. Thôi xong rồi. Bên này mình có cái phiêu gen không ta? Tại vì hai cái thằng quỷ này nó hút nhiều lắm á, 6 mấy% rồi. Mình để chắc mình có một cái phiêu gen bên này đi. Đây, ngồi lên. Thật thằng này bây giờ mà hủy nó một cái là nó biến thành anti ripper các bạn. Đó, dễ mà. Xong. Xong rồi đó, nó bắn hồi nó hết đạn cái nó quay vòng vòng. Còn này hồi banh luôn. Xong. Tiếp tục. Có siêu chứ các bạn. Nhưng mà mình xây làm sao mà cái một cái thằng unit của mình nó né ra một miếng thôi. Cái Reaper nó sẽ len lỏi leo lên những cái tường này nè. Và đụng trúng tụi nó. Khá là nguy hiểm. Rồi là bây giờ mình phải suy nghĩ làm sao mình xuyên được cái phòng tuyến này nè. À, phiêu gen vậy thì nó có một cái bức tường cản ở đây nè các bạn. Hơi khó cho mình. Mình bóp S thử coi ha. Đâu rồi, trứng của mình đâu rồi? Bóp OS. Đâu rồi cái thống kê trứng rồi? Nè các bạn, đây là cái thống kê trứng của mình nè. Cái fuel gen này hủy đi các bạn. Cái fuel gen này mình phải có thêm một cái gì đó nữa nó mới lực. Đâu rồi ta? Dài. Cái floor này. Này nó tưng rồi, nó nổ, nó tạo ra một ít ripper vậy thôi. Vậy mà nó hút rất là nhiều của mình luôn. Thứ gì? Đó, càng lên đi mấy chế.
Rồi mình sẽ có Crimson hỗ trợ nữa. À, ông xây cái gì nữa đâu. Tính ra là mình có nhiều creeper lắm á. Nhưng mà cái đường mà để mình tấn công lên thì nó quá hẹp, nó có chút xíu. Rồi mình không thể qua được cái line luôn á. Lên à, nó không có vô được, nó trong các bạn. Rồi mình cần thêm một mớ lobber xây thêm các bạn. Có nhiều xây nhiều đi. Đó, nó hút á. Rồi bây giờ mình pop ad nè. Ồ nó mất creeper của mình kìa. Kệ đó, không sao đâu anh em. Các bạn có thể thấy máy mình nó lắc luôn á. Ok bây giờ mình pop on S nha. Tạo ra một mớ nguyên liệu cho nó. Rồi bơm đi. Bơm đi các bạn. Đi rất là từ tốn. Cantrip đâu rồi ta? Đây. Mấy bé đi rất là từ tốn nha. Ha, mình còn rất là nhiều dưới này nè. Còn rất là nhiều, bé nào cũng có phần. Đó. Bé nào cũng có phần hết á. Trời ơi, con nó nổ nè. Rồi xong rồi, bên này xong rồi các bạn. Cái trụ bên này tiêu rồi đó. Kiểu này thì hack quá. Đó mình có thêm một cục Unpower nữa nè. Tốt không? Ở đây còn không? Ui còn quá trời luôn. Khỏe. Bob on S cái nè. Rồi mình mở rip lên đâu. Đâu rồi ta? À, trend rip tắt đi. Đó nó lấn lên rồi các bạn. Giờ ăn tới Reaper lại gì nữa. Ha à, mấy cục thịt này ghê thiệt chứ. Ôi ôi ai vô trong cái chỗ cái sân bài luôn nè. Mình hơi sợ rồi đó. Bên này là có ăn từ Reaper nha các bạn. Ơn Power mình có 8 rồi đó. Trời ơi con nó phá sân bay nè. Ma ơi nhà chính nè. Đúng không? Nó xây đặc quá mình không thấy được cái nhà chính. Ghê vãi. Nó banh hết rồi các bạn. Mình có 27 cục Unpower. Vậy là mình đâu phải xài nhiều đâu. Hết chưa ta? Theo mình nghĩ là hết rồi đó. À, mấy con blob này nó im mà nó phá ghê quá. Không có đẩy vô đây được ha. Này xong luôn nè. Máy bay gì nữa. Rồi mình sẽ có. Trời ơi 81 Unpower vãi cái đạn à.
dư ôm power thì mình xây emitter vô cho nó khẩu báo cáo tròn, xây vô cho nó tạo các bạn, cho nó tạo, cứ tạo từ từ chứ mình lười lắm. Rồi quá nhiều đơn vị rồi, mình sẽ có thêm một cái fuel cell đây đi, hai cái đẩy vô đây, một cái đẩy qua đây nè, một cái đẩy qua bên trái, một cái đẩy qua bên phải đó. Rồi mọi việc là vấn đề thời gian thôi các bạn. Nên bây giờ mình buồn, mình xây thêm một mớ nữa cũng vui. Nó tiếc là tức ghê, mình không có phá được thằng này ha, hàng này nè, chỉ cần phá nó xong rồi giật cái em rip của nó là ok rồi, mà khó quá. Thằng này phiêu gian này bỏ các bạn, phiêu gian này không cần. Thôi, cho tốc độ lên. Rồi mình xây thêm một cái nữa ở giữa đi, đẩy vô giữa ha, đẩy vô giữa nè. Rồi cái hai bên với cái giữa. Ủa, cái hai bên đâu? À đây còn cái dư nữa các bạn, bỏ đi. Nếu mà có thì mình để cái hai bên cũng ngon. Rồi cho nó cái bên trái, cái bên phải, cái giữa được rồi. Này qua đây đi, này cho giữa sâu một chút. Nó lên chậm quá ha. Mình lên chậm đúng không? Mình lên chậm thì mình sẽ chơi tiếp các bạn. Lát luôn kìa, lát cái màn hình mình luôn. Rồi pop ad lên, trời ơi khung hình còn có mười mấy rồi các bạn. Ha, nó nhiều creeper tới nỗi mà nó có thể tồn tại trên cái địa hình này là ghê lắm anh em. Rồi tụi bay chờ đi, tụi bay chờ đó đi, cũng xây lại hết rồi nè, ghê thiệt chứ. Rồi mình sẽ có thêm spawn các bạn, spolly đó. Ừ nào, nó lag kìa, quá nhiều thứ diễn ra trên cái màn hình của mình các bạn. nó lag. Lag khủng khiếp. Xong cái đợt này mình nghĩ là kết thúc luôn các bạn. Mấy con blob á, nó được cái là nó không có sợ anti-ripper, cho nên là cỡ nào nó cũng chơi được. Ồ, mình để ít bốn, mình coi còn 4-5 khung hình thôi, dẹp đi, dẹp đi, về x1 đi các bạn, về x1 đi, cho cái khung hình nó lên cao cao một tí. Nó kiểu chơi vậy ai chơi các bạn. Ôi cái gì vậy, what the fuck? Má ơi các bạn xem kìa, mình không thể tưởng tượng được cái cảnh này luôn á. Ôi thôi bạn ơi, má ơi, cái máy của mình nó đang rung lắc kinh khủng. What the hell man, bây giờ mình thật sự mình đang không biết chuyện gì đang diễn ra trên cái bản đồ của mình nữa rồi. Còn nữa nha anh em, nhiều lắm á, không phải ít đâu. Rồi, chúng ta có cái map như thế này các bạn, và mình đang có 15 khung hình trên dây. Rồi đụng rồi đó,
má ơi. Không thể tưởng tượng được. Mấy cái spoiler á. Các bạn chơi các bạn say spoiler á, đừng say spoilful. Spoilful nó hơi yếu. Rồi còn Anthony Ripper chết chưa? Nó kêu mình để cho rip lab mà, rip lab là xong rồi. Rip lab này nè. Mà mình nghĩ nó cũng sắp lên đường với mình rồi. Đâu còn nhiên liệu gì đâu để sản xuất đâu các bạn. Nhà máy rồi hết luôn rồi, nhà máy đâu còn gì để sản xuất để bắn ra gì đâu. Cái vàng này nó bắn lên cũng phê lắm á. Xong. Rip lab banh rồi anh em. Cái rip lab nằm giữa nè, tiêu rồi đó. À, tính ra là mình còn một mớ dưới này luôn nè. Rip châm là xong à. Mẹ ơi, còn quá trời đây luôn. Nó nuốt 5.000 Ripper các bạn. Nuốt 5.000 Ripper để tạo ra mấy cái spawn này nè. Giờ đâu còn gì để nó đâu. Nó xây nhưng mà nó đâu có nhiên liệu để nó làm lại đâu. Mất nhà chính rồi. Khỏe vãi. Ôi. Kiểu như xây thì rất là muốn xây lại. Đâu còn công trình nữa đâu các bạn. Mấy con này nó tràn vô đây nó cũng bị Anthony Ripper ăn à. Trời ơi. Vẫn còn quá trời luôn. Xong rồi các bạn. Map này là mình hoàn thành rồi đó. Rồi ok. Mình sẽ dừng tập này đây nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Và hẹn với các bạn trong tập tiếp theo. Bây giờ thì rip châm thôi. Xem coi mấy thanh niên quái vật đi. 8 phút các bạn. Nhiều người chơi giỏi lắm. Còn mình vừa chơi vừa chiêu mà. Cho nên là cứ tận hưởng thôi nhưng mà hơi lát. Không sao. Còn có người 9 phút nè. Hồi nãy thanh niên ở trên quái vật lắm. Rồi tiếng máy 4 tiếng. Đây rất là nhiều unit nha. Thanh niên này tay 3 400 mấy unit nè. Trong 3 mấy phút là hết rồi.